chúng ta cùng lại điều tra gương mặt thật của cái bà ma nha. Trời ơi! Hả? Thôi chết rồi! Rồi xong luôn! Cái bà này hả, là tên thiệt của bà là hả, Uchiha. Ha ha ha! Uchiha! He he he! Bà có Sharingan kìa! Trời ơi là trời! Không nghĩ ra luôn má, có khi nào này là thầy Kakashi không? Sao ngồi cái dáng rầu vậy trời? Sao ngồi cái dáng rầu ẻ vậy em? Chúng ta sẽ chơi một cái con game kinh dị của Nhật Bản, nó tên là Hanako nha mọi người. Cũng là nhà phát hành game của ChillRT. Và cái phần này thì nó không có hỗ trợ tiếng Việt như cái phần trước, cho nên là mình chơi mình cần phải tự phiên dịch cũng như là tự tìm hiểu đồ này nọ cái kiểu ha, ráng để cho hiểu. Tôi cũng không hiểu tiếng Nhật, cũng không biết tiếng Anh luôn, nên là mình có Google dịch mà mọi người. Cái từ nào mình dịch không được thì mình lên Google mình dịch để cho mình hiểu ha. Con game này có tên là Hanako nha mọi người. Ủa vậy mới vô game nghe cái tiếng giống như là tiếng ai đái vậy má, đúng không? Trời ơi, tôi có đọc cái phần giới thiệu của cái game này ở trên stream người ta bán á. Nó ghi là khá một câu chuyện lâm ly bi đát, một lời đồn về một nữ sinh, về một nữ sinh tự sát trong nhà trường, trong nhà tắm. Bây giờ thì nó cho mình nghe cái tiếng nước chảy trong nhà tắm luôn nè. Không được mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta khá let go thôi. Vô game rồi hả? Hey. Ê, nó có chỉ có một cái tiếng kêu thôi nè. Hey. À, để tôi làm tiếng nha. Hey. Hey. Cái này là không phải là nói theo cái tông giọng học trò rồi, mà cái này phải nói theo tông giọng kinh dị, tại cái này game kinh dị mà. Ê, mày có nhớ tới cái rumor, cái tin đồn, có nhớ tới cái tin đồn mà tao nói bữa không? Lại, ê, mày có nhớ tới cái tin đồn mà lần trước tao nói không? Nó đồn về cái gì? Nó đồn về cái apparenti. Trời ơi, nó đồn về cái apparenti. Apparenti là gì? Để tôi đi lên Google dịch cái mọi người. Gì mới vô sao khó khăn vậy? Cái apparenti. Là ha, bây giờ là sẽ nói về rõ ràng hơn, bây giờ sẽ nói cho kỹ hơn về cái lời đồn đó. Ok, bây giờ tao sẽ nói cho nó ha, cụ thể hơn. Tại cái ngôi trường nơi mà xuất phát cái lời đồn đó, nó bắt đầu từ ngôi trường là sao? Ở đó ghi thiệt nè, ngôi trường là nơi nói đến cái nói đến một cái thỏa thuận lời đồn, và nó bắt đầu ở cái trường là sao ta? Nói chung là nó bắt đầu từ cái trường nha. Không đâu, không quá đâu, không quá đâu. Lời đồn nó như vậy nè. Có một cô gái, cô ấy đã tự giết cái bản thân mình và trở thành một cái cô gái trong một cái nhà tắm. Có nghĩa là cái con nhỏ đó nó tự kết liêu bản thân của mình ở trong cái nhà tắm. Hiểu. Ok. Third stone là cái gì? Cái thứ ba. Cái á, có nghĩa là con nhỏ đó nó tự sát, nó ở trong cái nhà vệ sinh á, ở trong cái nhà vệ sinh, cái cửa thứ ba trên tầng 3. Ghê. Cô ấy có một cái chết rất tệ, cùng với lại cái con dao trên cái tay cô ấy. Trời ơi, ủa phải không? Hình như tôi thấy tôi dịch sai rồi đó. She bled to death, là cô ấy đã chết vì cô ấy tự cắt vào tay của mình. Trời ơi là trời. Này mới đúng nè. Là con nhỏ, quên, nhỏ nó tự sát mà. Là con nhỏ đó ha, nó cắt tay mình đó mọi người. Rồi. Again knife, một con dao à.
Ờ một vết cắt. Ờ là sao? Yes. Nó là một cái con dao cắt gà. Trời ơi, gì ghê vậy? Nhà tôi ha, chặt gà là chặt bằng rửa không á. Sao nữ sinh mà mang rửa vô trường vậy? Kỳ hả? Nhà tôi ăn gà ác mọi người. Cái gà ác nên thịt nó dài lắm, phải chặt bằng rửa. Dạ. Dạ. Dạ tôi nhớ. Her rescue là sao? Dạ tôi nhớ rằng ai đó nói cô ta bắt đầu red skit, skit là cái quần sọt mà. Skit á, skit của nữ là cái váy. À là cô ta bận một cái váy đỏ. Đúng không? Ồ. Ồ, chắc là nó có ý định tự sát nên là nó bận váy đỏ để nó trở thành ma đó mọi người. It's the now. Ừ. Gì ghê vậy? Hiếu có đi khách không? Check inbox với. Thôi nha Đỗ Thắng ơi, cảm ơn ngàn sao của fan nha. Hiếu không có đi khách đâu. Tụi không có đi khách đâu, khổ quá. Vô tặng ngàn sao khỏi có đi khách được. Alo. Ờ đúng rồi, Hiếu Lê Blanc nghe nè. Ờ nay ngày mấy rồi anh? Ờ tối nay luôn hả? Ờ hai em quên ha. Là bốn cái anh bữa đánh bài ngoài bộ chuối đúng không? Bị trúng độc đúng không? Mấy anh bị trúng độc nay là gần một tuần rồi, nó ứ lại ngay cái chỗ mà cái chân giữa chứ vậy. Rồi ok ok, yên tâm đi, cứ nói mấy ảnh là khá tí nữa lên phòng 303 đi nha. Tắm rửa sạch sẽ thôi, khỏi bận đồ, lát nữa em lên hút độc cho. Trời ơi 7 ngày rồi anh không có đùa được đâu nha, để xem ngày thứ 8 là nó qua tuần, nó ghê dữ lắm đó. Để em hút cho. Rồi em hút tới khi nào mà độc nó bắn ra thì thôi anh. Dạ rồi. Tiền bạc hả? Tiền bạc không thành vấn đề hả? Thì em cũng có giá bản giá riêng của mình mà. Học sinh sinh viên á, bú sụp em lấy 50. Hửi hửi hả? Hửi hửi em lấy 150 anh. Có hãy hãy thì em lấy 170 nha. Ok, em nhận bonus thêm á. Nếu mà bắn vô cái lỗ mũi á thì em lấy thêm 50. Bắn vô hai cái con mắt thì em lấy 150 nha. Rồi rồi, bắn lên trên đầu hả? Bắn lên tóc hả? À bắn lên tóc lấy 200 anh. Rồi ok ok. Rồi ok ok ok. Mệt quá. Sao hay vậy quá, đang chơi game kinh dị mà cái khách cũng order nữa, sao mệt mỏi quá, bỏ nha. Silver Warren the Same Uniform at the everybody at à, có nghĩa là cái cơ thể của cô ta đó là kiểu như là nó là giống như gọi là vậy đó. Có nghĩa là không phải là cô ta bận đồ màu đỏ đâu, mà là do cô ta cắt tay đó nên máu nó chảy ra làm cho cái bộ đồ trắng của cô ấy trở thành màu đỏ. Hay là nhỏ tới tháng ta. Cũng đúng á. Ví dụ như mà tới hay đồn quá. Có khi nào là có cái bà đó bà tới tháng cái bà làm đỏ cái váy của bà xong cái người ta đồn bà ha, tự sát không? Biệt bợm vậy. Bởi vì cô ấy đờ ren chích hơ cờ lâu đệt là sao? Cái gì sao cái cụm từ này khó quá vậy? Sao cái cụm từ này khó dịch quá vậy? Sao dịch được? Đờ ren chích ướt sủng hơ đó đúng rồi, hơ cờ lót đệt nè, làm ướt quần của cô ấy. Tự nhiên tôi dịch có mỗi cái cụm này xong cái tôi thấy nó kỳ kỳ sao mọi người. Mình dịch có mỗi cái cụm này thôi, cái tự nhiên cái nó ra là làm ướt quần của cô ấy thôi à. Như mọi người thấy đó, mình ngu tiếng Anh nên là mình chơi, mình nhờ tới Google dịch, nhưng mà Google dịch nó cũng ngu như mình nha mọi người. In her out blood đó, thấy chưa? Là do máu nên nó mới làm ướt cái bộ đồ. Tính ra là ở trong Việt Nam mình ha, hay là mấy cái bộ truyện tranh tôi hay đọc á, nó cũng có nhiều cái lời đồn giống vậy nè. W A S O D để di chuyển, ok. Breader dùng chuột phải để tương tác, ok, dùng chuột phải để tương tác. Ôi tốc độ chuột nhảy quá. Cỡ mệt thôi. Apply, ok. Rồi.
À sao? Game kinh gì? Trời ơi là trời. Trời ơi. Cái gì là kinh dị chưa? Là game là có kinh dị chưa? Sao mới vô mà tôi thấy cái đèn pin này nó bự bằng con quỷ này luôn rồi. Ổn không? Là mình thiết kế nhân vật là vậy hả? Trời ơi là trời. Sao game kinh dị như nhìn đồ họa rẻ rúng vậy trời ơi. Game kinh dị như nhìn đồ họa như rẻ rúng vậy. Sao mệt ghê luôn á. Từ từ để tôi tìm hiểu về cái con nhỏ này tên là Vũ mẹ. Du mơ, du mơ. Thôi mình gọi là du mơ đi nha. Du mơ, dơ mu á. Nhỏ này tên là Eri. Trời ơi, Eri dễ thương quá ta. Eri dễ thương quá ta. Eri với lại du mẹ. Sao có cái khuôn mặt vậy? Đâu má lừa thiết kế cái gì hả? Hai đứa có một gương mặt à. Để phân biệt giữa con này với lại con kia thì cho đeo kính, với lại con này cột cái búi tóc lên. Nó có khi nào có sao hay vậy quá. Rồi giờ sao tự nhiên cái ba đứa cho có mặt ở đây đây. Rồi nhân vật tôi chơi là nam hay nữ đây? Press tab to open your bấm tab để coi cái đồ của mình. Rồi sau đó sử dụng chuột để di chuyển. Rồi ok, bấm tab. Ok, tôi có một cái đèn pin và máu tôi còn 100%. Yume, tớ đã nói với lại gia đình của mình là tối nay tớ sẽ ngủ tại nhà của cậu. Du mơ dày chết rồi, du mơ ơi là du mơ. Du mơ báo với gia đình dày chết con mẹ rồi. Gia đình và gia đình và gia đình của cậu đi ra khỏi nhà. Ôi là nhà tôi cũng không có người luôn. Chết rồi, chết rồi. Dù mơ rồi, dù mơ. Tớ không có cảm thấy an toàn ha, cho lắm. Yên tâm, yên tâm. Dù mơ cứ yên tâm, tối nay ha, tôi chăm sóc cho. Tôi sẽ khiến cho cái quần của cô ấy đẫm ướt, ướt sũng. Nãy dịch đó, nãy nó dịch đó ha, làm cho cái quần của cô ấy ướt sũng. Được, 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 được. Game này hay, game này hay. Trời ơi, sao tôi không biết game này sớm hơn ta. Và bây giờ điều đó nó không có tốt cho cái lớp học. Ủa là sao? Sao tự nhiên cái con du mơ này đòi qua nhà tôi ngủ, xong cái nó nói là cái điều đó không có tốt cho cái lớp học của tôi là sao? Nếu như cái lời đồn, tụi nó đang nói về cái lời đồn. Nếu như cái lời đồn đó mà là đúng á thì nó sẽ tệ hơn. Và tôi nghĩ và Du Mơ nghĩ là chúng ta cần phải tránh xa khỏi cô ấy. Là cần phải hủy diệt cô ấy, nó kiểu như là vậy. Là nói là đâu đâu để coi Airi, coi Airi nói Airi hello em. Hãy tắt cái đèn coi sao nó chói mắt quá. Airi. Vừa mới nói vô cái Airi. Bây giờ hãy để tôi ra ngoài để tôi làm sạch hả? So let me get this clear là tớ đã làm sạch sẽ rồi. Đúng không? Đúng không? Để coi thử Google nó dịch sao. Let me get this clear. Hãy để tôi làm rõ điều này hả? Trời ơi. Tưởng hãy để tôi hãy đi tắm rửa sạch sẽ chứ. Cái to call someone là cái cô xe là cái gì ta? Cô xe là nguyền rủa. Để nguyền rủa một người bất kỳ thì đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái ảnh về con về cái à giờ có phải cần có một cái bức ảnh về cái gương mặt của cái con người đó và chúng ta mới thực hiện được. Đó là một điều khó khăn. Cô ấy không có bao giờ đe xe rè ve tu cái exit tịch đi in dit in dit xứng đáng tồn tại trong này, tại vì cô ấy không có tồn tại ở đây á. Thì cô ấy chết rồi,
Hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ là tụi tôi phải đi thu đi kiếm cái bức ảnh gương mặt của con nhỏ mà đã chết đó mọi người. Cái con mà hình như cái con đã chết đó tên Hanako á. Cái game này tên Hanako mà. Rồi ok. Bây giờ hai bạn chỉ cần đi sau tôi thôi đúng không? Hiểu không? Bây giờ là tôi dẫn cho bạn Yumi vô tầng trên để tôi kiểm tra trước. Irene có ý kiến gì không? Ý kiến gì không? Không đúng không? Ok. Rồi á, lát nữa Yumi á, sau khi kiểm tra xong á là Yumi Yumer á thay đồ tắm rửa nha, để tôi kiểm tra bạn Irene. Có ý kiến gì không? Ghen tị đúng không? Không sao, không sao, lát tôi dành nhiều thời gian tôi kiểm tra hơn. Ok chưa? Rồi giờ đi theo tôi nha. Sao game kinh gì vậy trời ơi? Má game kinh dị mà tôi thấy chưa thấy ma, tôi chưa thấy sợ mà tôi thấy hai con mẹ này tôi sợ trước con ma này đó. Ok, hai cái nhân vật này nó đi chung, not this way là không phải ngon này. Hai cái con nhân vật này nó đi chung với mình cũng đỡ sợ. Nó cũng không cho đi ngõ này luôn hả? Vậy là chỉ cho đi ngõ này thôi. Ngõ nào nó không cho đi là mình không đi được. Not this way nó cũng không cho đi. Vậy đi ngõ nào hai đứa? Dạ, em nghĩ là mình nên đi ăn rồi mình đi khách sạn. Mày mất dạy quá đi. Để qua hỏi Yume đi. Dạ, em nghĩ là mình đi khách sạn luôn đi, mình khỏi ăn. Thôi tụi mày mất dạy quá. Rồi, giờ hai đứa úp mặt vô tường đi anh kiểm tra. Vô đây, à, lên. Em nói trước đây. Đứa nào xung phong đi trước. Hình dẫn, hình dẫn rồi. Rồi cái chỗ này cũng không cho đi luôn. Bên này. Cũng không đi được, vậy là chỉ được đi bên này thôi. Hai đứa đi cẩn thận nghe chưa? Đừng có đứa nào rớt lại á. Nhớ rồi. Hồi nãy cái phần giới thiệu game á nó kêu là con nhỏ đó hả? Chết ở cái tầng 3. Nhà vệ sinh số 3. Cái này tầng 5 rồi, 51 rồi. Ủa mở cửa được không? Không mở cửa được. À, cái này nó ghi tiếng Nhật cho mọi người, để tôi dịch cho mọi người. Yamate kudasai. Oni-chan hentai baka. Nande hatakoru itai. Yamate. Đây hả? Phải đây không? Phải phòng này không? Chắc chỉ có phòng này thôi chứ phòng nào nữa đúng không? Cái này là một cái bảng báo tường, báo lớp gì đó. Một, hai, ba là cái nhà vệ sinh này. Đây, con Hanako chắc chết ở trỏng rồi mọi người. Con Hanako tự sát ở trỏng đó. Cái bạn ai bạn Airi này cần ăn uống điều độ vô nha, chứ lép quá. Nhìn nè, nhìn bạn dơ mu nè thấy không? Bạn Yumer, bạn lộn lộn xin lỗi nha, xin lỗi. Lộn tên. Xin lỗi. Nhìn nhiêu đó không có biết được đâu. Rờ vô đi. Thôi mà. Tôi không có muốn nối nghiệp cái ông gì cái vụ gì đó, vụ gì Đồng Nai đó, đẻ trong bồn tắm 7 tuổi đó. À, lớp 7 chứ lộn 7 tuổi đẻ, tôi xin lỗi mọi người, tôi đọc lộn báo. Xin lỗi mọi người nha mọi người. 7 tuổi đẻ con trong bồn tắm má ơi. Lớp 7 đẻ con trong bồn tắm, nói lộn. Bạn muốn làm gì? Spin. Spin hay là đợi? Mình đợi hay là spin? Thôi spin đi. Tự nhiên đợi. Eo. Ủa? Tôi nhìn nhầm hả ta? Tôi thấy có người sau lưng. Tôi thấy có người sau... Ủa? À cái cửa hả? Tôi tưởng là có người sau lưng nhỏ đó chứ. Ảo chó thiệt. Đợi thêm xíu đi. Ok.
tiếp tục. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Mấy ông thấy chưa? Tôi rõ ràng tôi mới thấy có một ai đó đứng ở đây nè. Cái này giống như là một cái truyền thuyết đô thị bên Nhật Bản á. Tôi nhớ hồi trước tôi có đọc một cái cuốn gì đó, là mình gõ cửa hoặc là mình đi thang máy mấy nhiêu đó, số nhiêu đó mình sẽ gặp ma. Bây giờ mình gõ cửa 3 lần, đúng nè, gõ cửa 3 lần tại nhà vệ sinh số 3 của lầu 3 của trường học cấp 3 sẽ gặp ma. Thấy ghê chưa? Ủa có khi nào mở cửa ra thấy Hanako đang ỉa không mọi người? Hanako-san, let's be play. Hả, kêu con Hanako-san ra chơi với mình nè. Nè, kêu Hanako ra chơi nè. Rồi mở cửa rồi. Ủa? Con Hanako đâu má? Là có game kinh dị chưa chứ sao tôi nhìn hai con quỷ này tôi sợ luôn á, tôi chưa, mặc dù tôi chưa thấy ma luôn á. Là ma đâu? À, tôi không muốn ở đây quá lâu. Vậy cút đi. Đi đi. Yumi, Yumi em ở đây với anh nha. Tôi nghĩ là tôi cũng không sẵn sàng. Hay quá. Dẫn đeo hai quỷ này chi với trời. Dẹp mẹ luôn đi. Thôi cút đi. Cút hết đi. Ôi, 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 thôi, 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 hai đứa ơi. Ôi, chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Dạ, mẹ tè. Dạ, mẹ tè. Ờ mà có gì vậy hai má? Là có cái gì vậy? Là bị cái gì đây? Là hai nhỏ nó bị cái gì vậy? Là sao? Là sao mọi người? Là cái gì đây? Đây là cục cức kìa. À, Old Japan Con. À xin lỗi, à, xin lỗi chết mẹ chưa. À xin lỗi Nhật Bản. À xin lỗi luôn mấy bạn nào mà thích văn hóa Nhật Bản nha, tôi xin lỗi mọi người. Cái này nó ghi là đồng tiền cũ của Nhật Bản mà tôi nói cục cức tôi mất dạy quá, tôi xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi mọi người. Nhưng mà trong nhà tắm mà có một cái cục nhầy 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 vậy thì đương nhiên tôi phải liên tưởng tới cục cức rồi. Rồi cho đồng tiền này chi vậy trời. Rồi hai con quỷ kia đâu? Rồi hai cái con nhỏ kia đâu rồi? Tại sao sập livestream ấy vậy trời ơi? Sập mạng mọi người ơi, sập mạng. Bị sập mạng rồi. Bị lắc rồi mọi người ơi. Bị cút mạng rồi. Ở đâu? Ok ok ok, mạng ổn định là đó rồi mọi người, mạng ổn định là đó rồi mọi người. Mạng tôi, mạng tôi. Ôi trời má ơi, có khi nào Hanako về không? Rồi má sao chó sủa dữ vậy? Mọi người đợi tôi xíu nha mọi người. Hanako tới chơi, Hanako tới chơi. Hanako tới chơi mọi người ơi. Hanako, tôi chạy ra tôi thấy Hanako có râu nữa. Hôm nay Hanako chuyển qua đi giao nước rồi má. Không giao nước mới qua nhà tôi mọi người ơi, tôi tưởng Hanako tới không á. Tưởng Hanako mới đây mà đi giao nước rồi. Rồi nó đưa tôi cái cục này chi vậy trời. Rồi nó đưa tôi cục này làm gì đây? Rồi hai con nhỏ kia đâu, hai cái bà kia đâu?
Ohayo gozaimasu. Itadakimasu. Cái bạn nó ghi vậy? Trời ơi. Là có sợ dữ chưa? Là có kinh dị dữ chưa? Là có kinh dị đáy ra quần luôn chưa? Hay sao? Rồi cái gì tự nhiên mở cửa ra cái ghê là con nào vậy? Là con du mơ hay là con gì? Rồi cái tiếng la ra từ đâu vậy trời ơi? Đâu rồi trời? Từ cái mọi người. Trong đây cũng có nhà vệ sinh số 3 này mà sao con Hanako không tự sát ở đây mà tự sát ở đâu? Ôi mọi người. Nếu như mà tôi bấm cái này thì cái cây màu vàng ở trên nó hết. Cái cây màu vàng ở trên nó như là năng lượng hay là gì á. Sotorage. Sotorage là phòng bảo dưỡng á. Phòng bảo dưỡng A hả? Hồi nãy giờ tôi mới để ý nha. Cái này là cái gì vậy ta? Cái này là mình cần classroom 1. À là mình cần từng cái chìa khóa để mở hả? Cái cọng dây này nó đưa tôi đi đâu á ta? Ôi, má cái cọng dây nhìn như con rắn vậy á. À cái này là store gom cây si. Si hả? Có A có C mà sao không có B ta? Đồ bua ghét một cái cánh cổng nghèo khổ. Trời ơi, cái này là nó trang trí lớp rồi hả? Sao nhìn xấu đau xấu đớn vậy? Trời ơi là trời. Tính ra là tôi nên chơi cái game này đúng dịp Valentine á thì nó mới hay nha. Cái này á là theo văn hóa của Nhật Bản á, là những cái bạn nữ nào mà thích những cái bạn nam á thì mấy bạn nữ đó sẽ làm sô cô la rồi sau đó là bỏ vô hộp rồi sau đó tặng dành cho những cái anh đẹp trai đồ này nọ đó. Và ở đây cũng có sô cô la nha. Ủa khoan đã, vậy có khi nào con Hanako chết bởi vì con Hanako bị phụ tình không? Rồi xong Hanako ha, bị gặp ha, mấy đi bình chánh. Ai tu sót là tôi quá lùng. À, tôi lùng thì tôi bắt ghế chứ, kiếm cái ghế đúng không? Cái này là gì vậy? Cái này là cái thứ tự rửa tay á hay sao? Mình có thêm một cái manh mối ở dưới đây nha. Tôi mở được một cái cửa open closet. Trong đây phải có cái thang đúng không? Đây nè, thang nè. Không lấy thang được. Ủa khoan nữa. Sau đây lại có một cái cam ảnh treo trên một cái giá vẽ tranh nữa. À tôi không bao giờ nói khi bản thân của tôi go quýt cái Google. Là để dịch hết nguyên cái này nha. Mình về dốt tiếng Anh nên là mình dịch đi cho nó hiểu nghĩa được. Để tất cả chúng ta cùng đều hiểu về game á. Hiểu không? Chứ mình chơi là vậy là quýt. Tôi không có bao giờ. Đây nè. I never talk GHT. I would get stabbed with the guru. Okay. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đâm với lòng thù hận. What? Khoan nha, bị đâm với lòng thù hận có nghĩa là bị đâm theo kiểu nào á. Chẳng hạn như là đâm từ phía sau đâm lên. Thì tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ là vậy luôn. Ôi khoan đã, tôi không bao giờ nghĩ tôi bị đâm bởi lòng thù hận. Vậy có khi nào con nhỏ này bị đâm từ phía sau lên bởi lòng thù hận không? Con nhỏ này bị hấp diêm. Tất cả tôi nghĩ bản cái tác là tất cả là bởi vì tiền. Tất cả những gì tôi đã làm là tiền. Tôi cảm thấy ha ghét cái điều đó. Đáng ghét. Tôi cảm thấy mo ti phi địch. Tôi cảm thấy mình bị giày vò với nó. Và bản thân của tôi luôn cái hỗ trợ cho mình để có thể tiếp tục sống và sức khỏe tốt hơn. Nhưng mà tôi không muốn chơi bản thân mình. Nè, to play with me. Là không có ai muốn chơi với tôi hả? Không có ai muốn chơi với tôi hết á.
Cho nên là tôi cũng không có quá nhiều bạn bè á, tôi không có nhiều chuyện để làm. Và tôi nghe được một cái giọng nói. Cái giọng đó chính là Hanako. Ha, cốc cốc cốc, ai gọi đó? Ha, nếu là chó, ha, xin im luôn. Ha, đúng. À, bạn cần bạn sẽ thấy được tôi, cuối cùng bạn sẽ thấy tôi. Loài con người, up ten the come here, tôi không có bất kỳ ai muốn chơi với bạn cả. Nhưng à, bạn có muốn chơi chung với tôi không? Nó sẽ rất vui. À, vậy có nghĩa là con Hanako đã biến thành ma và con Hanako đang đi dụ những nữ sinh khác. JBD. Con nhỏ này nói là tôi không ngờ là tôi bị đâm bởi lòng thù hận mà. Con Hanako đâm con nhỏ này về chứ đất mẹ. Con Hanako đâm con nhỏ này mà mọi người, đâm từ phía sau đâm lên. Đâm liên tục. Đâm tới con nhiều đâm tới khi nào mà con nhỏ này cái mất nhận thức thì thôi. Ủa có cái ghế nè sao lấy không được? À cái này cái giáp phải đồ mà, vậy cái ghế. Một cái túi sách. Một cái túi sách có gắn hình của một cái gì đó. Sờ cút tu be re. Đây là cái tượng mà. Ủa sao cái tượng này nó cho tương tác, nó ghi chữ nè mọi người, mà mình không làm được gì hết. À, tôi nghĩ là cái tượng này mình xoay á, thì nó sẽ mở cửa, nó mở cửa mật thất, động đồ này nọ đó. Music room, phòng đó là phòng music room. Phòng này là cái phòng gì nữa không biết. Từ từ tôi đang đi điều tra phòng mọi người. Cũng khóa hết luôn rồi. Ủa sao nó khóa hết trơn rồi ta? Chưa, game này chưa có gì sợ mà mọi người. À tôi đi lại đường cũ rồi. Má ngựa quen đường cũ. Phòng này lái cái phòng này mình mới. Eo. Chú bảo vệ hả? Đứa nào đó? Who there? À, Dư Mù, à, Dư Mơ. Ôi trời ơi, thật là cảm ơn vì cậu đã ở đây. À, tớ tớ không biết có chuyện gì đã diễn ra nữa. Khi mà tớ tỉnh dậy thì tớ thấy mình đang ở tầng 2. À, khi mà trái tim của tớ mách bảo rằng à, tớ cần phải quay trở xuống. À, tuy nhiên chúng ta cần phải tìm ra được cái shipper để đi xuống. À, đây nó đây. À, hãy lấy cái chìa khóa và tìm cái the club room. Ủa trong trường học cũng có club nữa hả? À, tớ nghe thấy tiếng nhạc đang đến từ bên dưới, hãy cẩn thận. Ờ à, chìa khóa đâu? Ờ à, đây. Là bà nghe hay bà rên vậy bà Dung Mơ? Ừ. Còn cái bà kia đâu, bà Airi gì đâu, cái bà Airi đâu hả? Trời ơi là trời. Rồi nó đưa tôi cái chìa khóa phòng bua. Ơ cái phòng bua nghe quen quá ta. Cái phòng bua có phải là cái phòng gì không? Ồ eo, ở dưới đó là cái gì á? Ba xe mình là tầng hầm gì đây? Trời cái phòng gì nhìn cũ vậy? Có gì ạ? Tôi có cảm giác an toàn khi ở tại đây. Bé check inbox chưa? Dạ chưa anh ơi, bé đang chơi game rồi anh ơi. Cảm ơn 1.000 sao của anh. Tôi cảm thấy mình có thể nghe được cái tiếng gì đó. Đồng tiền là sao? Dùng đồng tiền. À trời ơi, sell game. Trời ơi, là dùng cái đồng tiền đó để sell game. Rồi nó cho sell game là chắc chắn là chuẩn bị chết rồi đó mọi người. Game nào mà nó cho sell là chắc chắn phải có chết nó mới cho sell. Cái này là xe scenario room. Scenario room là phòng khoa học. Cái khoa học. À, cái story là ở đây hả? À là tất cả đều nằm dưới tầng 1 hết. Ok, tôi nhớ rồi. Phải nhớ mấy cái cửa này nè, lỡ mình có mở được chìa khóa thì mình còn kiếm được.
Đây. Ủa cái bua rơm là cái nào ta? Cái bua rơm là cái nào mọi người? À, nhớ rồi. Cái bua rơm là cái cửa cuối cùng ở đây nè. Cái tôi nói cái cửa nghèo nàn đó mọi người. Nó đó, ở đây nè. Sợ cái đồ họa quá. Đồ họa rẻ rúng. Ôi, tôi mới thấy một cái gì đó bóng đen nó bay ngang qua đây đúng không? À không, không phải, không phải. Mở đi. Tôi tưởng tôi cầm chìa khóa mà nó không cho tôi mở nữa. Có gì vậy? Sao tự nhiên quay dưới dài dưới dưới giò nhỏ này, dưới dài nhỏ này. Ôi. Nhỏ này làm rớt chìa khóa. Ôi. Eo. Eo ơi. Con nhỏ nó rớt cái gì ra mọi người? Hình như là nhỏ nó rớt cái bào thai ra luôn hay sao á. Ủa, cậu kêu là eo mà, cậu đâu kêu heo đâu. À thôi vô đây. Ủa gì hết trời. Tôi kêu là ha eo à, con heo nó tưởng tôi kêu nó. Đi đâu đây. Trời ơi là trời. Xin lỗi mọi người, nhà đang chơi nhưng mà phải mắt trông cháu nha mọi người. Đi đâu đây. Hello mọi người đi. Hello mọi Hát cho mọi người nghe bài để cho mọi người đỡ sợ đi, chứ cậu sợ quá nè. Hát bài nghe đi. Hát bài nghe đi. Bà ơi bà hoài, hát bài khác đi được không? Hát bài khác để đổi bài đi. Đổi bài đi. Cô giáo em đi. Cô giáo em. Không không. Lúc ở nhà. Lúc ở nhà mày cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ. Mẹ cô. Mẹ cô. Cô già mẹ. Cô già mèo và hai cô giáo mèo và tánh hai mẹ hiền. Hay quá. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như người mẹ cô. Rồi cút được rồi. Rồi. Cảm ơn nha. Bye bye mọi người. Rồi ok. Tôi không biết ai chỉ nó hát nữa. Tôi kêu là khá eo, tôi kêu là khá eo eo, cái nó tưởng là tôi kêu heo heo, cái nó chạy vô. Sao hay vậy quá, hay nhầm lẫn quá, hay nghe lộn quá. À, chúng ta có Khánh đó, khách đến thăm bất ngờ nha mọi người. Hình như là hồi nãy là nó quay cái cảnh cái con nhỏ nào đó nó rớt cái đùm trứng hay là rớt cái hộp le rớt cái con mắt mọi người, xin lỗi mọi người. Cái hộp kia thì không thể nào rớt ra được đâu má, cái hộp kia nó dính ở trong cơ thể lần sao rớt ra được. Cái gì vậy? Cái gì mà cái gì đó màu vàng nó đập thẳng vô mắt tôi nè mọi người. Không đi qua đó. Oh my god. Chị ơi. Trời ơi là trời. Who there? Look who we have here. Chúng ta nhìn xem có ai tại đây nè. Chấm 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 một vị khách hãy cẩn thận, ta có thể nhìn thấy các thế lực tà ma Wanderer ở đây. Ồ, dữ vậy sao? Cậu có thể tự bảo vệ bản thân của mình bằng ánh đèn, điều đó nó tốt cho cậu. À, khi mà nó lại gần ánh đèn, nó sẽ khó hoạt động hơn. Tuy nhiên, cậu cần phải chiếu đèn đúng và cần phải phân biệt được các loại ma khác nhau. Cậu sẽ gặp được rất là cái nhiều. Cậu phải cần có đèn. Nếu như cậu muốn tự bảo vệ bản thân của mình, chậm chậm chậm. À, vị khách này nhìn rất là đáng sợ. À, Hanako, cô ấy rất là chào mừng cậu đó. Wow. Chúng ta cùng lại điều tra gương mặt thật của bà ma nha. Trời ơi. Thôi chết rồi. Rồi xong luôn. Cái bà này hả là
tên thiệt của bả là hả Uchiha. Ha ha ha. Uchiha. He he he. Bả có Sharingan kìa. Trời ơi là trời. Không nghĩ ra luôn má. Có khi nào này là thầy Kakashi không? Sao ngồi cái dáng rầu vậy trời? Sao ngồi cái dáng rầu ẻ vậy em? Trời sao móng giò nữa? Móng giò đen quá có làm mắm không? Ừ? Có làm mắm không để làm cho nè. Dơ quá rồi nè. Trời ơi là trời, sao bận cái váy mà cái eo. À, quên 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 thôi á em đi nha chị. Bye nha. Ủa rồi rốt cuộc là nó kêu tôi đi vô đây để chi ta. Electric. Ờ, electric nè, electric là phòng điện tử đúng không? Electric là điện tử đâu này nọ cái kiểu đó. Cái ba à cái này là pin á hả? Ờ mình có pin á, mình có cuộn pin. Ờ hai có hai cuộn pin luôn. Đây là cái quần què gì vậy má? Cái này là áo giáp chống đạn á hả hay sao? Là áo giáp chống đạn, có ai đi bơi bằng áo giáp chống đạn không? Rồi xong tôi biết sao con mẹ này chết rồi. Cái con mẹ mà hồi nãy mẹ ngồi ở ngoài này nè, mẹ chết là tại do mẹ đi bơi mà không. Tại em nói chị rồi. Để nó đi nha, lát nữa em ra em dụi móng cho. Chịu không? Lát nữa em ra em dụi móng cho nha. Nhưng mà lần sau đi bơi nhớ bằng áo chống đạn vô nha. Ở trong có áo chống đạn nó không chịu bận. Khổ thiệt luôn á. Mệt quá, để chắc hàng cái đi nè. Ôi đâu có tiêu rồi. Hồi nãy đứng ở bên nào mới thấy đâu. Đây. Ok chị, bye bye chị. Electric room. I don't want to get there. À, thì ra mấy cái cọng dây, hiểu rồi. Mấy cái cọng dây á, mấy cái cọng dây mà nối ở trong đó ra bốn cọng dây trong đó, đó là bốn cái gì đó nè. Là mình cần phải kích hoạt bốn cái đó lên để cho nó hút nước dưới hồ á. Đúng không? Bên kia còn một phòng nữa mọi người. Là mình hút nước lên chỗ này. Hãy giữ chuột phải right move để duy trì cái ánh sáng. Cần phải contact writing liên tục để trao đổi cái ánh sáng đó để có thể bảo vệ bản thân của mình và gây đam lên kẻ thù. Ok. Bạn cần phải assault F to quickly get your flag. À bấm F để thay pin. Hiểu rồi. Đây cái gì? Ôi trời đụng mắt cái gì á? Ui cái gì á? Cái gì mọi người? Đèn đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy má? Quái vật gì má không vậy? Rồi chạy đâu đây? À tôi hiểu rồi, chiếu đèn cho nó. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Chiếu đèn cho nó cho nó bị choáng. Cái quần què gì á? Gì vậy trời? Electric room nè, là cái phòng này nè. Ở đâu? Vô tình chạy cái tôi mở được cái phòng electric mọi người. Không quá đâu. Mission level chết mẹ. Bị thiếu cái gì rồi? Bị thiếu cái cầu chì hay gì đó. Rồi vậy là cái cầu chì chắc nằm ở bên cái cửa của con ma rồi, sao đi qua nó ta? Alo? Mushi mushi. Hello. Hello. Ủa đâu vậy? Rồi cái con đó là con ma đó mọi người. Ma cức đó, ghê lắm luôn á. Ma cức nó đi qua bên kia rồi. Ok ok. Ma cức đó má. Ủa? Chị Uchiha. He 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 đâu rồi?
đèn pin. Ôi tôi không thay pin được hả? Ừ có chìa khóa nữa rồi. Chìa khóa này là chìa khóa nào đây? Cá classroom 1 cây. Ok, classroom 1 cây. Ôi, coi chừng có ma cứt á, để đi qua đây coi có gì không. Sao đây không có manh mối gì vậy ta? À đây có rồi. Apply bandit. À mình có một cái cuộn băng đít. À băng đẹp nha mọi người, mình có một cái băng đít để bơm máu. Thay băng bấm F. Tôi bấm F rồi nè mà nó không có thay băng, nó bịp tôi á. Ở đâu để tôi thử tôi thay băng coi. Băng băng ở đây là thay pin nha mọi người, chứ phải thay băng ở đây là thay băng cho tôi nha. Hình như nhân vật tôi đang chơi cũng là nữ hay sao á. Đây nè, clap một room nè. Ở đồ. Đúng là chơi game của Nhật nó không có khiến mình giải đố nhiều. Nó ưu tiên về cốt truyện nhiều hơn. Tôi mở cái phòng một room ra tôi không có thấy quần què gì hết. Tôi thấy trong phòng này chỉ có một cái tivi và có rất là nhiều bàn để ngồi thôi. À đây rồi. Oh, step ladder. Cái cầu thang mọi người ơi. Ở đồ, nằm ở đây luôn. Ở đồ. Game là dễ. Game cơ bản luôn á. Rồi lấy được cái gì đây? Lấy được storage gold A. Ok. Lẩm thôi. Rồi cái ghế này không lấy được. Storage gold A hả? Storage gold. Cái phòng kia storage gold. Cái phòng này tên gì? Infirmary. Má đèn sáng quá. Infirmary là bên đó nha, nhớ nha, đừng quên nha. Phòng này mở không được. À, hình như là cái store đó là mình phải đi theo cọng dây này nè. Ô. Oh. À, có tiền mới nói chuyện, có tiền là có tất cả mọi thứ. Con người không thể sống nếu như không có tiền. Tất cả mọi người nói tiền không là gì, nhưng tiền chính là vấn đề mà chúng ta mọi chuyện đều bắt đầu từ tiền. Và tôi nghĩ là tiền chính là... Ê, ma tới, ma tới, ma tới. Ôi, chết rồi, nó thấy tôi rồi. Chạy. Đóng cửa lại. Thôi chưa, mẹ mày chưa. Đừng tưởng mày dí tao là tao sợ mày nha. Dí tao tao chạy. Ma cứt mọi người, đó là ma cứt. Ở đây đợi xíu tôi chiếu đèn nữa. Ồ chắc tao sợ mày, chắc tao sợ mày. Ôi, sợ quá, sợ quá. Ma nó non, ma nó yếu. Nấp. Là có kinh gì chứ? Tôi chơi game này tôi chơi xíu tôi tưởng tôi làm chính anh không má. Chìa khóa của Storage cầu cây A1. Đi theo mấy cái cọng dây này nó dẫn mình vô cái phòng năng lượng. Rơm si, cái này là si. Cái ai hình như là cái cọng dây đó đó. Chắc chắn là đi theo cái cọng dây đó là phòng A. Ủa mở được mà, tôi đang giữ chìa khóa nó mà. Ok. Đồ chìa khóa nó mở tất cả các phòng tầng 1 luôn á. Thì nó là chìa khóa tầng phòng 1 mà. Ow, storage cây bi. Ok, mình có A có B rồi, mình chỉ thiếu cái C thôi. Lấy được luôn cái chìa khóa phòng năng lượng C nữa thì chùm luôn. Ôi, một cuộn pin, quá hay. Ủa, con Dung ơn. Nó kìa, nó kìa mọi người. Cái con Dung mơ đâu mất tiêu rồi ta. Dung mơ nãy đứng ngay cánh cửa mà. Ờ, kim cây A. Ai đâu rồi? Đây, mở. Nhanh lên, ma nó thấy tao giờ mày. Rồi vô đây làm chi vậy? À. À. Cái phòng đó là cái phòng năng lượng. Hiểu rồi. Mình mở được cái máy hút A rồi, mình còn máy hút B với máy hút C nữa. Tôi hiểu rồi, mình bị thiếu cái cạc gần á, cái gần cạc chứ.
Cái gì? Quên rồi, cái đó tên thì quên luôn rồi. Cái cần gạt. Trời ơi, cái quạt cần là cái gì? Cái cần quạt nữa chứ. C nè, đúng không? À không, B, cái này là B. B à, để đi kiếm cái B. Ủa cái B nó, ờ cái B không phải nằm ở đó rồi, chắc nằm ở đâu đây thôi. Rồi vậy là nằm bên cái khúc hồi nãy con ma nó dí tôi rồi. Information. Cái này, ơi đây nè. Đây nè mọi người, nhưng mà tôi mở không có được. Hình như là phải đi đường vòng á. Music room. Ôi, hình như muốn vô được đó mới mở được cái phòng này nè. Mở được cái phòng music room á. Cái phòng này nãy vô rồi. Phòng này là phòng 2 hả? Nãy vô đây chưa ta? Vô rồi má ơi, đọc cái cuốn đó rồi. Cái cuốn đó nó ghi là có tiền gì đó. Mình có nên sell game không? Hình như tôi còn một đồng xu đúng không? Thôi đừng sell. Bây giờ sell uổng lắm. Đây rồi, đây rồi. Hay quá. Mở. Ok. Hút xong rồi đó. Ba cái máy hút cho đều hút hết trơn rồi. Bây giờ đi ra lại hồ bơi. Chắc là hồ bơi nó sẽ cho mình một cái gì đó đó mọi người. Ôi, cái đường xuống hồ bơi của ma nó đứng đó kìa, sao đi? Thôi đi đường khác đi. Ma nó đứng cuối cái đường đó kìa, sao về đi? Ủa rồi đường đi ở đâu ta? Đây rồi mọi người. Hên quá con ma nó không thấy tôi, mừng ghê. Tôi cũng ngại chiến đấu với nó lắm mọi người. Đây nè. Ôi chết mẹ chưa. Hình như vẫn chưa được. Vẫn chưa được mọi người ơi, nó hút chưa tới. Nó hút sắp tới thôi à. Hình như là còn một cái nữa. Chết mẹ tôi rồi, chết mẹ tôi rồi. Mình bị thiếu hết một cái gì đó rồi. Cái phòng này coi còn lại, coi còn chìa khóa nào nữa không. Thôi chết rồi, thiếu đồ rồi. Đây nè, đây nè. Ủa cái này là pin mà. Tôi cần chìa khóa bro. I need a key. Mà bị thiếu rồi, thiếu một chìa khóa của phòng nào rồi. Rồi chắc phải đi kiếm nữa rồi đó. Từ từ. Chắc nãy ma dí mình bỏ qua một cái cửa nào rồi. Nãy ma nó dí quá. Ủa? Ủa? Cái C tôi mở chưa? Ủa? Ủa cái C tôi chưa mở hả mọi người? Oh no. À Hiếu chưa mở cái C. Con ma trước mặt kìa. Trốn lẹ. Tôi chưa mở cái C nữa. Rồi nó vô, nó vô. Nó vô mọi người ơi. Đóng cửa lại núp. Đóng cửa lại núp. Tôi chưa mở được cái phòng C. Ôi chết mẹ nó thấy rồi. Mà phải chiến đấu với nó rồi. Má mà cướp gì đâu mà có mắt cái lũ đứt vô thấy ghê quá à. Cái phòng này là mở rồi nè. Phòng này mở rồi là nó kêu vậy. Ok, nó không thấy mình rồi. Đi thôi. Chìa khóa C ở đâu ta? À, nãy giờ phải đi tìm chìa khóa C nè. Hồi nãy nó dí tôi, nó làm tôi sợ quá. Tôi chạy bị gối. Cái này là cái tầng đầu mình vô rồi. Hay là phòng sale game. Cái này là sale circle.
Này mở rồi. Này mở rồi má. Music room nè. Làm sao để mở được cái cửa music room ta? À đây rồi, đây rồi. Cái phòng này chắc chắn là cái phòng. À cái tượng. Còn mỗi cái tượng này là Hiếu không có biết xài làm sao nè. Nó ghi là cái tượng này có thể sử dụng được nè. Nó ghi cái tượng này nè, nó ghi chữ nè. Scubutura. Lẽ ra tôi búng trứng cút mà cứt quá má. Trong cái phòng này chính là cái phòng quyết định cái chìa khóa đó luôn á. Tôi chắc chắn luôn á. Nhưng mà tôi không có cái gì để tôi tương tác với lại cái tượng nó hết. Cái tượng này rốt cuộc là mình cần phải làm cái gì ta? Tôi đóng cái cửa lại cho ma nó đừng vô đi. Tại sao? Chắc kim búa quá hả? Từ từ để cho con ma nó đi qua cái mọi người. Trời ơi con ma cứt đó nó có chắc chắn cái con ma cứt đó nó không có con bị bẹp đó mọi người, không thể nào rào vô được đâu. Thôi đừng có chửi bé ma cứt nữa, tội nghiệp nó. Dù vậy nó cũng chỉ là con ma của nhà phát hành game thôi mà. Ê tôi nghe cái tiếng gì vậy? Ôi ơi là cái tiếng của con ma. Trốn trốn trốn. Má nó vẫn thấy mình luôn kìa. Đẹp được chứ. Ây da, ây da, đừng để chết nha, đừng để chết nha. Ôi da. Chạy được rồi. Ma nè. Để tôi quấn máu vô cái mọi người. Ok, chăm máu rồi. Nó rốt cuộc là tôi cần phải làm cái gì á? Mấy cái phòng này Hiếu mở hết rồi. Nó tán một cái là ói cứt. À lộn, nó tán một cái là đái ra máu. Đây nè, phòng music room nè. Muốn vô được cái phòng kia mà, đây nè, nó để một cái gì đó tương tác màu xanh ở ngay cái tường nè. Tôi chắc chắn cái chìa khóa của cái chìa khóa của cái game đó, nó phải nằm ở trong cái phòng này nè. Đúng rồi mà sao mở không được. Sờ cu nó ghi gì ta? Sờ cu l bu tu re. Điêu khắc. Bức tượng điêu khắc thì đúng mà. Chứ không lẽ cái này là cái gì má? Lẽ bông gòn. Có cái ghế trong góc. Hiếu lấy cái ghế rồi. Nãy Hiếu lấy cái ghế đó rồi. Hình như là cần phải làm cái gì á. Hình như là đập cái tượng đó đó anh. Đập cái tượng này hả? Vậy lấy mình phải cần một cái gì đó để đập hả ta? Có gợi ý gì không? Có manh mối gì ở đây không? Để từ từ tôi tìm mọi người. Ôi
mấy ông tha cho con ma để mấy ông không được body shaming nó nữa, tội nghiệp nó mấy ông. Dù gì nó cũng là nhà của nhà phát hành game đưa nó vô á má, nó không có ăn đồng xu cắt bạc tiền nào đâu. Nhà phát hành game bắt nó xấu gì đó thì nó phải xấu vậy. Đây rồi, đây rồi mọi người, có manh mối rồi. Ủa cái này là cái nãy mà là con Hanako rủ con này chơi mà. Con Yume đi rồi, con Yume không còn ở đó nữa. Yume nó không có còn. Anh nhớ cái căn phòng mà anh đọc cuốn sách dở không anh? Ok vậy kiếm lại mấy căn phòng kia đi. Căn phòng này đúng không? Đây. Cái này là tiền. Tất cả đều là tiền, tất cả đều là bởi tiền. Là căn phòng này nè. Căn phòng mà nãy mình bỏ lỡ lại này. Để kiếm coi có cây gậy hay là cây búa gì đó này nọ cái kiểu không. Mình đập phá đồ đạc á. Cũng không có luôn. Phòng này nó không có quần què vậy luôn má. Nhà tắm coi. Tôi hiểu rồi, đúng rồi. Tôi hiểu rồi mấy em. Hiểu rồi. Là mình sẽ dùng tiền cho cái bức tượng đó đó. Tất cả mọi thứ đều mua bằng tiền mà. Tiền quyết định mọi thứ. Đây. Không được, nó không xài tiền. Cái đồng xu này chắc chỉ dùng để sell game thôi. Không có được. Cu bé mọi người ơi, cu bé mọi người ơi, bé bị kẹt ở đây rồi, giải cứu bé mọi người ơi, bé không qua được cái màn này rồi. Blood đi si lúc kịch. Nó cho tôi mở một cái tủ dài mà cái tủ dài chỉ có máu thôi. Tủ dài hay là tủ tả vậy má. Cái nãy cầu thang nó hiếu leo lên rồi. Cái này là sô cô la. Sô cô la thì mình lấy cũng không được. Ôi à. Chuẩn bị đại chiến với con ma nè. Ủa con ma nó mập quá, nó chạy không nổi má. Mập quá nó không trả lời tôi á. Trời ơi là trời, cứu tôi. Cứu tôi. À, đây rồi. Thì ra là căn phòng này. Ôi nó chạy xuyên tường luôn kìa, nó xạo kìa. Má mình tìm được căn phòng đó rồi thì mình lại bị con ma nó dí chứ. Để cho nó đi đi. Ok, tôi tìm được cái căn phòng mà chúng ta bỏ sót qua đó, nó bên đó.
Ông già giỏi tiếng Anh quá ha, trước đây ông học ngành gì đó? Đương nhiên rồi, tôi mới giỏi tiếng Anh chứ trời, tôi có Google dịch mà. Cái bà này mới coi chắc luôn à. Ôi tôi nghe con ma nó mới mở cửa má. À, và cuối cùng tôi đã kết thúc Mice, cái bức tôi đã kết thúc cái bức tượng, nhìn nó thật đẹp và chỉ có thể deep bust a key in it, à là có chìa khóa trong đó. Và cái bức tượng đó là the right up and now only way to get it out to break it. À rồi, mình đã đọc quyển sách rồi, vậy có nghĩa là bây giờ mình quay trở lại cái tượng. Mình đọc được quyển sách rồi, mình quay trở lại cái tượng thôi là được. Ồ, cái tượng không phải bên này. Không, cái tượng bên nào trời. Cũng không phải bên này luôn. Không phải. Bên này lộn. Ma tới, ma tới. Hên quá, núp vô kịp. Đây, đây, đây. Hồi nãy thì không cho đập. Phải đập rồi mới cho đập nha. Đó, thấy chưa? Mình phải đọc thì nó mới cho đập. Mình không đọc thì nó không cho đập. Music room cày đó, thấy chưa? Tôi nói mà, là bị thiếu cái chìa khóa của music room. Đấy, rồi xong. Là chắc chắn cái Oh shit, đĩa là đĩa gì đây? Oh no. Cái gì đây? Trời ơi, phim xẻ hoạt hình hả? Eo, có bác không để tôi mua? À, đây rồi. Mày hả con? Hút được máy bơm rồi đó. Ồ, cái phòng này phòng nhạc. Mua xích là nhạc mà. Cái gì đây? Sao to ra đỏ thấy chưa? Phòng C nè. Đó, xong game, easy. Trời ơi, có nhiêu đó không mà từ hồi nãy giờ kiếm muốn lòi cũng kiếm không ra. Đâu rồi? Mày đâu? Mày đâu, mày đâu, mày chui ra đây nhanh lên. Đĩa 210, đĩa 210. Cái gì vậy? Hoài luôn á, mệt quá, mập mà sao hay chạy quá. Mập địch mà sao lại đi cướp danh tùm lum hết. Vô giá gì đâu á. Ủa, mở hết rồi mà ta. Ủa đâu còn cái nào. Cái C hả? Cái C tôi chưa mở mà cái C nó nằm ở đâu? Well. What was that? Eo, C đâu? C đâu? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, open, rồi xong. Rồi đó, có nhiêu đó, tại đó mà từ nãy giờ kiếm á. Kiếm gần 15 phút. Rồi xong rồi đó. Giờ ha, đi ra lại cái hồ bơi. Ok, để coi nó cho cái gì. Cho cục pin má. Tao hút hết nguyên cái hồ bơi, cái nó cho tao cục pin. Đây rồi, đây rồi. À, nó cho cái tay cầm. Ê, cái què gì á? Cái gì vậy bro? Ủa nó cho gì nữa nè? Nó cho lửa. Ôi mọi người ơi, ủa sao lửa mà xịt cái không có lửa vậy? Rồi con ma này sao cầm cần thang nhìn nó hề chó quá vậy? Trời ơi con ma là con ghê quá à, sợ quá. Con à. Ma sợ quá. Ma sợ quá. Ma ký cái ma ký cái cầu lan vô đầu. Sợ ma quá, sợ con ma này quá. Hình như nó bị
băng đó mọi người. Hình như nó bị đóng băng á. Hình như con ma này là con ma chết đuối á mọi người. Ma này là ma nước á. Người nó nước không nên mình xịt cái này nó bị đóng băng á. Tôi tắm cho nó đó má ơi, ma cứt mà, tắm cho nó nè. Mà tôi phải nói thiệt với mong là tôi chưa bao giờ tôi chơi cái con game nào mà nhìn cái con ma mà nó dơ vậy luôn á. Trời ơi. Vậy là xong rồi đó hả? Vậy là cút rồi đó hả? Trời ơi sợ quá luôn á. Mình lấy được một cái cầu thang. Và mình lấy được một cái cây đèn cày. Ủa cái đưa tôi cây đèn cày này chi vậy má? Đưa, à có một cái tay cạc. À là mình phải bỏ cái cầu thang lại đây. Ok, rồi mới leo lên được, đúng không? Trời ơi, ma game thực tế quá. Game thiết thực quá. Có nghĩa là con ma đó nó không leo lên được nữa. Tại vì ha, nó không có cái cầu thang. Không hiểu luôn. À, bye bye nha. Lần sau mà tôi có rảnh á, tôi xuống tôi tắm cho. Rồi giờ tôi có cái tay cần rồi đó. Cái tay cần này làm cái gì trời? Cái gạt cần này để làm gì cũng không biết nữa. À nhớ rồi. Cái cần gạt này gạt vô trong cái phòng kia kìa. Cái phòng mà nó có một cái máy to đùng ở giữa. Đây nè. Ủa quên, không phải phòng này. Cái phòng gần cái cửa sale game á. Đâu rồi ta? Đây nè. Có một cái ở đâu đây có một cái gì đó để nhìn thẳng vô gạt mà ta. Đâu ta? Không phải đây. Má nó game giả lập đi lạc hay gì á. Đây rồi. Má nó thiệt chứ. Đây. Gạt xuống. À, gạt để mở cái cửa. Mở cái cửa cho con Zoomer đi qua. Rồi con Zoomer đâu? Alo. Moshim. Ồ. Eo. Ai ngồi đó của mình kìa mọi người. Ai ngồi đó của mình kìa. Trời ơi, em ơi có nhện nó cắn em kìa em. Má em tính làm người nhện đó em. Con trai cắn mới thành người nhện nha em. Con gái cắn cái là về cho đất mẹ nha em. Không có Spider-Girl đâu má. Nội cái tên không là thấy gì đó. Spider-Man, đúng phân biệt chủng tộc luôn. Ê phân biệt giới tính luôn. Ủa rồi sao? Hình như nó mở cái cửa là mình phải đi qua cái cửa. Ủa cái cửa nãy tôi mở ở đâu ta? Đây hả ta? Cái gì vậy? Cái bùng què gì vậy má? Cái gì nè? Cái gì nè mọi người? Nhện á. Má mọi người sợ quá. Trời ơi là trời, sao có ma nhện vậy má? Là có sợ dữ chưa? Là có sợ đái ra quần luôn chưa? Là kinh dị chưa? Má game mua 215.000 không đồ đâu. Game này tôi mua 215.000 đó má. Má nó hết ma cứt giờ tới ma nhện. Bàn tới động hả? Ồ, có con mèo nè. Rồi, con nhện nó ăn con mèo. Con ma nhện nó ăn con mèo rồi má.
đóng cửa lại. Nó tới, nó tới. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Trời ơi, mày đừng tưởng tao ngu nha. Nhìn tao ngu ngu vậy thôi chứ tao không có ngu đâu. Má đéo mở cửa cái phòng đó được. Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Trời ơi. Oh wow. Này nó khóa rồi. Cái tường nhện á. Ôi đi sell game quên nữa. Quên luôn á mọi người. Mình phải đi sell game cái đi lỡ như mình chết cái mình chơi lại từ đầu chết mẹ mình luôn á. Nhìn mấy cái tầng nhà cẩn thận á chứ coi chừng nó nhảy từ trên tường nhảy xuống chắc tôi đái quần luôn á, tôi nói thiệt. Mấy con gì tôi cũng sợ chứ con nhện tôi cũng sợ lắm. Tôi sợ nó chết. Này là cái gì đây? Rồi giờ bắt học bài hay gì? À cô ơi, em có câu hỏi. À nếu như mình muốn giết loài nhện thì mình giết sao cô? Sao cô bất dạy quá vậy? Cô nói là cái chọt đít đó dơ. Thật ra là không có bà cô nào đây hết nha. Lầu đâu rồi ta? Đi xuống lầu được không? Cho tôi đi xuống lầu đi. Tôi nói đây tôi đi sell game mà tôi càng đi cái tôi càng dính á mọi người. Tôi đi hoài luôn á. Có chìa khóa chìa khủng gì không? Đây. Oh no. Nhện ơi có điện thoại em ơi. Nhện ơi. Alo alo 1234 nhện ơi, nhện có điện thoại nè em ơi. Em ơi ai gọi nè em? Ủa gọi tôi hay gọi nhện đó ta? Chắc gọi tôi quá. À gọi cho con mèo. Không gọi cho mình á, giỡn thôi. Mushi mushi. Gì nữa bà nội, giờ này mushi bún gờ nữa. Không mua. Mua đất nền á. Đất nền bên mình bán sao vậy? À, dạ đất nền bên em á à, ngang là ha, mét gỡ dài 2 mét. Mua cho ông hả? Hay gì? Không mua mày. Ma nó tới kìa. Có chìa khóa của phòng á sai cò rồi. Ôi nó đi rồi má ơi. Con ma nhện nó đi rồi. Ok. Ủa. Phòng này nãy vô rồi. Phòng sai cò ở dưới lầu lận, ở dưới đất lận. Đây. Là đây á thì phải. Ôi chết mẹ đi lộn rồi, cái này tầng trên mà. Tầng trên thì đâu có chỗ sell game đâu. Chết tôi rồi, tôi bị lạc vô cái bàn tơ nhện rồi. Go. Tôi bị lạc vô cái bàn tơ nhện rồi mọi người ơi. Trời ơi. Cái này là 3F Master Key mà. Tôi đi lạc cho các bạn tôi nhện rồi. Tôi cần phải đi ra. Library là cái phòng khách. Ủa cái thư viện chứ. Ủa vẫn còn đường lên nữa hả? Vẫn còn tầng trên nữa đó hả? Đồ. Vậy là game này muốn phá đảo rồi chắc phải lâu lắm đó. À cái này là đường đi về. Rớp tôi cây. Trời má chạy chạy vậy mà con nhện nó hả? Dưới cầu thang chắc đái ra máu luôn quá. Má game mày tối hôm vậy? Game kinh dị vậy tối tui vậy? Game kinh dị làm kinh dị quá vậy? Đây rồi. Mình cần phải đi xuống lầu. Ôi, ma nhện tới. Xuống lầu lần nữa. Ok. Chúng ta đang đi điều tra về một cái chết của Hanako. Và Hanako đã biến thành ma. Cái nào Hanako là con nhện không á? Nhện đang dí mình á.
Ủa cái vòng cycle đâu rồi? Cái vòng khoa học đâu rồi? Cái vòng khoa học đâu người ta? Rồi game giả lập tìm đường. Ở đâu đây thôi nè, tôi nhớ nó ở đâu đây thôi. Ôi. Ôi. Ôi, 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 ôi. Cái tiếng chạy. À, hình như là nó ở tầng trên mình á. Chứ không phải ở tầng dưới. Má tôi tưởng nhận nó tàng hình nữa, thôi tôi cút game vừa rồi. Đây nè, phòng đây rồi. Má nó tìm từ nãy giờ á. Tìm nó từ hồi nãy giờ luôn á má. Ok, mở được cái phòng rồi. Trong cái phòng này có gì? Ồ, trong phòng. Ồ, có đồng tiền để sell game. Mình có 2 đồng tiền rồi đúng không? Để đi sell game đi rồi ha. Mai chết tiếp. Đi sell game lại đi. Sell lại cái đó đi rồi mai chiến tiếp. Game này nó kinh dị nhưng mà nó cũng không có kinh dị. Nó không có kinh dị như mình nghĩ nó kinh dị á. Hiểu không? Nó chưa. Nhưng mà sell game đi. Ok, tôi dùng 1 đồng xu để tôi sell game. Yes. Thiện tay. Rồi ok. Rồi. What? Yes, ok. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long. One touch.